Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình một cô gái đeo khăn quàng nha. Trước tiên thì mình sẽ lấy màu da để tô mặt cho cô gái này trước nha. Sau khi tô xong mặt và cổ thì tiếp theo mình sẽ lấy màu đen để tô tóc. Sau khi tô xong phần tóc thì mình sẽ lấy màu xanh lá đậm để tô mắt nha. Tiếp theo là mình tô khăn quàng, mình sẽ lấy màu đỏ để tô. Nhầm. Sau khi tô xong khăn quàng thì mình sẽ lấy màu cam để tô áo. Sau khi tô xong màu áo thì tiếp theo mình sẽ lấy màu đen. Ủa? Màu đen để vẽ lại lông mày và tròng mắt. Tiếp theo đó là màu xám để mình tô lại huy hiệu trên áo nha. Thank you.
và mình sẽ lấy màu đỏ để tô miệng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi nha.